Sau đây mình xin giới thiệu máy hút mùi Munchen AM380, máy có kích thước là 70cm. Máy được trang bị hệ thống điều khiển cảm ứng 3 cấp độ hút. Tùy vào từng cấp độ hút mà máy sẽ tự động điều chỉnh vị trí cửa sao cho phù hợp với công suất hút. Ở mức công suất hút cao thì máy sẽ mở cửa. Ngoài ra máy còn được trang bị hệ thống đèn led. Máy có chế độ tắt sau 3 phút hoặc chạm lại lần nữa để tắt ngay.